Thế là có từng bước. Đó, hello, hello, mọi người ơi. Chia sẻ lên cặp cùng đồng. Hello mọi người ăn tối chưa? Trái bột với cả. Mọi người chắc bây giờ đang ăn cơm. Em lắng nghe mình đã. Phải có người chẳng. Hello với một người đang xem nha. Đợi bạn vào đồng đồng tí nha mọi người. Hello em Linh Trang. Hello mọi người. Để không mọi người. Mưa hè. Hello mọi người. Hello mấy sáu người đang xem nha. Em chưa xem nha. Chị cảm ơn Trinh nha. Có cái gì còn nữa. Mọi người vào sẵn kem 99k về em Linh nào. Mọi người ăn tối cho mọi người. Chia sẻ vô hồi nhóm á. Vô vô hồi như thảo nữa. Mà chia sẻ với người dân, người thân, người bình luận. Hello bé nhỏ, hello Thảo nha. Chia sẻ cho với. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Mọi người bao đồng đồng tí nha. Người dân ý đang ăn cơm vậy. Cũng không kiếm được bò như thế hè. Hello Hải Yến. Hello Trần Hành Tiến. Hello Trần Hành nha. Chia sẻ đưa tao hello chứ. Cho 28 người đang xem nha. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Chào chị Hải Yến nha. Mọi người vào sắn với em, sắn kém chín chín cá. Hiện tại em đi nhảy là một combo nha mọi người, combo dùng cả mắt với body nha. Hột hột lắm mưa lắm gió mấy hôm gì nữa. Chấm cho em đi chị. Em chào chị Trà Mí nha. Em chào mọi người. Mọi người vào có đông đông xíu để cho em có động lực lái đi mọi người. Chào chị Nguyễn Thị Tuyết Linh nha. Chào 35 người đang xem. Mọi người. Chào chị Kim Dung nha. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Toàn thể vô xem. Anh ấy hộp hộp kèm body với kèm mắt đi, nam nữ đều dùng được luôn. Nó quá gì? Kê lão mua đấy, anh Trung đi. Lại kiếm mua một chặt mua đi. Chào em Trắng nha, chào anh Trúng nha. Chào anh Trú chứ. Dòng phải xin đi chứ nè. Chào chị Tuyết nha, cho em xin một chia sẻ với. À, combo đi là nam nữ đều dùng được nha mọi người. Đều dùng được luôn. Nếu bạn nam nào ngay thì cứ inbox thẳng cho em. Em tư vấn rõ ràng cho. Chào chị Như Thủy, chào nhỏ Hoa. Chào 35 người đang xem. Hello em yêu Tuyết nha. Let's go đi nhỏ ơi. Ngân ơi, chia sẻ với Ngân ơi. Mọi người này. Dư bây dư.
dư chơi cho chị để mọi người bố xem cho nhiều à. Ok em yêu. Đấy nha mọi người, cái món đi đi. Một hũ như rí là 250g nhưng mọi người giá chỉ 180k thôi, quá rẻ luôn. Dùng được, nam nữ chi đều dùng được hết. Đây một hộp khoản này sẽ như thế, mọi người đợi em tí nha. Mọi người để view giúp em nào. Chào Rúng nha. Đây. Một hộp khoản này như thế này mọi người. Đây. Họ tắt lại đi nhiều đi. Không dám, em bỏ đây. Đấy nha mọi người, đây. Cái mặt với cái body này. Mọi người để view giúp em đi nào. Chứ mà nó bắt đầu kể là nhiều người coi lắm. Đấy nha mọi người, combo đây, combo dùng cả mặt với body nha mọi người. Màu hồng là dùng mặt nè, con hộp ní là dùng body nè. Đây. Một hộp ní 250g chỉ có 180k thôi. Con xỉ mua hộp 3 lục, một hộp như thế nè, một lục như thế nè là 3 hộp là giá 150k nha mọi người. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Kiểu lái ra nhị ghê coi lắm. Cho 39 người đang xem nha. Đây, hiện tại em đang cầm một hũ body nha mọi người. Body dư thì bán rất là nhiều rồi. Có bán luôn, mua về cho nhiều dùng với tê. Mua tăng nhiều. Không nhẹ nữa, điếu. Đấy nha mọi người coi chất kém của em nó nè. Mọi người coi chất kém của em body bên em bán nè. Trời ơi, hẳn như sữa chua đó mọi người ạ. À. Thử dùng body xem nào. Thử tết ra anh. Đây, chất kém hẳn như sữa chua đó mọi người ạ. À. Đây mọi người xem nè. Có đi. Trời ơi, dùng rất là mượt, dùng hê lô vẫn kém đâu đó mọi người ạ. À. Dùng rất là sướng luôn. Mọi người ai mà siêng là cứ ủ buổi sáng, sáng tối cứ ủ cho em. Đây, hắn lên tông rất là nhẹ luôn. Hắn lên không phải là bị trắng bệch đâu mọi người ạ. À. Hắn lên rất là tự nhiên nè, trắng hồng luôn nè. Mọi người nhìn tay em nè. Đây. Nói thật chứ em dùng kem đi làm như kiểu là hắn bị nổi gân xanh luôn, là trắng quá nổi gân xanh luôn đấy. Đây, một hũ đi chỉ có 180 cân thôi nha mọi người. À, chị mỗi mà nhắn tin cho em. À, kem mắt là dùng riêng nha chị, còn kem body là dùng khác. Kem mắt ở đây, hũ kem mắt của em đấy, hũ kem mắt thì là mọi người dùng hơn 3 tháng, còn kem body đó mọi người dùng có thể hơn 2 tháng hoặc 3 tháng. Bạn nào dùng nhiều thì hết nhanh thôi, có gì đâu. Lên đơn nha anh ơi, lên địa chỉ đi anh ơi, em chỉ tận nơi luôn. Đây, mọi người cần em tư vấn kem mắt hay kem body cứ bình luận ở dưới để em tư vấn cho nha. Một hũ body 250g to như mọi người này, chỉ có 180 canh thôi. Đây, hàng công ty nha mọi người, hàng công ty. Đây, cái hộp quả này nè. Đây, mọi người có thể về tích mà vách. Mọi người có thể tích mà vách hoặc xoan tin nhắn cho em để xem được hàng thật hàng giả. Nên mọi người cứ yên tâm không sợ bị hàng nhái thế nha. Không phải mô. Trước dư chưa dung trí à, người hẳn đen rồi xấu lắm thôi. Chào mọi người nha, chào 46 người đang xem. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Việc gì một chấm với em. Đây, một hộp như thế mọi người. Có mà vách tích cho mọi người luôn, hàng đúng chuẩn công ty luôn nè. Đây, không lo bị hàng nhãi đâu. Bởi vì kem đi, họ cũng nhãi là nhiều á. Nên có cái mà vách cho mọi người tích nếm sơ. Chào chị Cầm Tú, chào Long Nhất, chào Nguyễn Chi, chào Nguyễn Thị Hương, chào 42 người đang xem nha. Trời ơi, mọi người xem ít quá. Mọi người không bị ăn tối chưa? Mọi người muốn em tư vấn kem mắt hay kem body nè. Đây, kem mắt thì hủ hẳn như gì nha mọi người. Đây, kem mắt cũng là chuẩn công ty luôn. Em dùng 2 năm rồi đó, bắt đầu về nhập về bán. Chỉ không phải là mới dùng xong rồi nhập về bán trong quảng cáo rồi như rửa mô. Bán rẻ cho anh 179k nha. Bán rẻ cho anh 179k, chốt đơn gửi cho chị để em ship luôn nè. Chào chị Thu Hà, chào
45 người đang xem nha. Chào chị Nhi Rêu. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Trời ơi, đang xem mà không ai nói chuyện gì với em cả. Chào Trần Nguyễn nha. Mọi người đang xem cho anh xin một chấm với. Mình đừng có điếu, đừng có phá nó con gì nữa. À, dư là nói chung là em đã hứa với mọi người là like. Hẹn mọi người tuần đi like là em sẽ tăng kem với giá 99k. Rồi bây giờ mọi người chơi một trò chơi đi với em là em sẽ tăng kem 99k với like free ship cho mọi người rồi nha. Đây, tôi tiền 100 này. Mọi người đoán hai số cuối. Bạn nào thực sự muốn dùng kem bên em với giá 99k thì mọi người đoán hai số cuối đi nha. Hai số cuối là mình bạn nào đoán đúng thì em sẽ vào nhắn tin trực tiếp và xin địa chỉ rồi em ship nha mọi người với giá chỉ 99k thôi. Hello chị Thuần ơi, like chia sẻ bài cho em với tụt view rồi đi. Tụt view rồi mọi người ơi, tụt view rồi. Chào Nguyễn Phương Thảo nha. Ok bạn yêu. Số điện thoại nhìn quen rồi. Ôi, mọi người cứ cầm tờ đấy rồi em tư vấn cho, đừng có nhắn tin kéo mà máy bị lạc á, có gì đâu mà ngại. Đắt kém với đắt kém dùng thôi mà, chứ có gì đâu mà ngại, mọi người phải cứ cầm tờ thằng đấy đi. Em tư vấn cho nè. Rồi chia sẻ đi rồi em gửi ra tập cho. Ok anh. Thế là anh thắng. Điều sai rồi nha mọi người. À thôi rồi thì bây giờ hello chị Thuy Linh nha. Ui trời đất ơi. Ok cảm ơn Nguyễn Quỳnh Anh nha. Sai hết kém rồi, quay lại ủng hộ Linh nha. Ui, đặt vai bé người yêu thì có mà anh ạ. Đặt vai hộp kém rồi xịt thêm người yêu thì có. Mọi người đầy view cho em với mọi người. Hello em yêu Thuy Trâm nha. Rồi bây giờ nếu mà đoán hai số khổ quá thì mọi người đoán một số đi nè. Đoán một số cho dễ chơi ý. Đoán một số là dễ chơi. Bạn nào thực sự nghiền kem body đó, không nên bỏ qua kem body này nha mọi người. Xịt phim 3 hộp đập một kế chế chứ. Chào chị Nguyễn Nguyệt Ảnh nha. Thấy chứ. Nè. À, giờ là tôi tiên hả? Hoan để em xuống nha. À, anh thấy được em. Đây. Rồi bây giờ mỗi người một đúng trình, một người một lần cơ mơ tơ thôi nha. Một số thôi. Một số. một số cuối của tơ tiên nha mọi người. Là mọi người sẽ được mua giá kem body với giá 99k nha. Có những giá em bán cực kỳ lồ luôn cho những người nào mà muốn thực sự muốn xài kem body bên em nha. Hello Vân nha. Nên nắng bồ rồi đó. Vô coi lại chứ mình nắng bồ tức chứ nắng. Có bồ kêu nắng nó khó thấy. Ê, mọi người chỉ duy nhất đoán một số cuối cùng thôi trời. Không đến chín cực kỳ dễ luôn. Chào Diêu Phương. Mình đi hơi thảo mái. Chào Thu Thảo nha. Thiệt cũng nổi mỹ thiệt không. Tao tàn lại tìm nó tao đi xịt nè. Mọi người chỉ cầm tơ một lần thôi mọi người à. Mọi người, ui cha 60 người đang xem nha. Sai rồi vẫn nơi. Chào Linh Tấm nha. Em bán với giá 180k một hộp. Bạn nào đoán trúng một con số cuối của tơ tiên em sẽ bán với giá 99k nha mọi người. 99k thôi. Mua 99k. Cho tao cơm em. Không, cơm tơ một lần thôi. Nếu không rửa ứng mua thì 180k cho mấy. Đi nhậu à, 700 ngùng bò à, 180k bò ra sai măng bò ra. Tiếc bên chín à. Không,
Một lần thôi, bởi vì đoán một số là quá dễ luôn. Không, em đảm bảo với mọi người này, dung mong trắng à, quay lại đây, quay lại em bù tiền lại cho mọi người luôn. Ai đã gặp em ngoài đời là mọi người sẽ biết cái giá của em như răng á. Sai đấy nha bé Hồng Thảo ơi, sai đấy nha Thuy Trâm. Mọi người chỉ được đoán một số, một con số thôi. Sai đấy nha, bạn nào đoán đúng là em sẽ dừng cái computer ở đó và tặng cho bạn đó với giá 99k một hộp. Còn cái mắt em bán với giá 160k nha mọi người, 160k cũng tăng gì hết luôn. Ba sai rồi, 11 sai rồi. Một số tên bé. Một số, hai số khó đoán quá đi. Hai số ngay đoán cả. Đây, 160k nha mọi người. Trời ơi, dùng nhược giá chỉ có là mình mang cực đảo lắm mọi người. Lên Facebook của em đã có những phản hồi của khách nữa. Sai đấy nha Linh Trang. Sai đấy nha Hồng Thảo. Mọi người chỉ cơ mơ tơ đúng một lần duy nhất thôi nha. Đừng có chơi dán cơ mơ tơ hai lần nha. Hồng Hà sai đấy nha. Chào 57 người đang xem. Mọi người để view cho em với mọi người ơi. Chị bé Vi Nhung sai đấy nha. Có người đoán số không đây nè. Trời ơi có mấy số không đoán nữa mà mọi người không đoán à. Một số thôi. Bạn nào thực sự muốn sử dụng body bên em với giá 99k thì đoán một số tơ tiền nha mọi người. Tơ tiền đây. Để em chế lại được kìa mà. Em nhớ lần trước là em có chơi một trò chơi đi. Đây, tơ 100k. Mọi người đoán đúng một số cuối cùng nha mọi người. Từ 0 đến 9 cực kỳ dễ luôn. Đoán một số trong một từ 0 đến 9 một số đó thôi. Chào Trần Thị Lan, chào Phương Trào, chào 47 người đang xem nha. Sai đấy nha chị Hiên. Mọi người để dù cho em với mọi người ơi. Linh ơi về số cho đàn với. Số chi cũng được. Con số gì đây. Máu nào. Chỉ một lần duy nhất máu lên để em chơi cho khác nào. Rồi bàn. Có một bàn trúng nữa nè. Bàn Hương Giang. Em thấy sorry bạn Bích Ngọc nha. Em thấy computer của bạn Hương Giang đấy nha. Bạn Hương Giang ơi, bạn nhắn tin gửi số địa chỉ và số điện thoại để mình ship nha mọi người. Bạn Giang đoán đúng đấy nha mọi người. Dừng khoan đoán nữa nha. Bạn Giang là đoán đúng số 4 đấy nha. Đây, sao tôi tin lên số 4 mọi người nè. Đây, 64 nè. Đây. Mọi người nếu đúng rồi. Không giá 99k thì mọi người cũng thể có thể mua giá 180k cũng được mà. Hàng cũng khẳng định có chênh lệch gì nhau đâu. Mọi người đi nhậu mọi người một lần bỏ 500, 200 cũng khác chi đâu. Bỏ tiền ra làm đẹp mà mọi người cũng tiếc nữa. Trời đất ơi. Combo này chỉ có 340 thôi mọi người, để dùng cả mắt cả body này. Không tặng quay lại bắt lên em Linh nha. Bạn nào chưa nghe được á, tí nữa quay video lại. Nếu mà khi mà dùng mà không tặng người video rồi em Linh bắt lên cho mọi người luôn nghe. Chào 54 người đang xem. Mọi người cho em đang xin một chấm với. Bạn Hương Giang ơi, bạn có đang xem livestream của mình không? Bạn gửi địa chỉ với số điện thoại quá để mãi mình đi hàng nha. Body của bạn chỉ có 99k và được miễn phí ship nha bạn. Gửi chia sẻ với Trắng ơi, chia sẻ cái tụt view đó thề. Đây. Mọi người muốn em tư vấn kem mắt hay kem body nè. Một số tôi hiểu ơi, chào ui chọc thì. Rồi chứ mọi người muốn em bán kem body với giá như răng nè. Một hộp duy nhất cho những ưu đãi này. Mọi người muốn em bán kem body với giá như răng. Với giá như răng mọi người cứ mơ tơ đi rồi em sẽ thêm một trò chơi nữa. Rồi ok em nha. Chơi thêm một trò chơi này nha. Mọi người muốn em Linh bán kem body với giá bao nhiêu thì cứ cơ mơ tơ đi nha. Dương Hiếu ơi, Dương. Kem body giá 180k mọi người này, 180k 200g. 250g nha mọi người. Thành chữ bé nhỏ ơi, Dương không để gửi ra đi. Dư chốt lại một con số đi. Dư mọi người muốn em bán kem body với giá bao nhiêu nè. Một hộp duy nhất nữa nè. Một hộp duy nhất nữa mọi người nè, nhanh tay lên nè. Không tới là
là thấy ai chơi đó em bán với giá 180.000 đó. Chào mọi người nha, chào Huyền Trang, chào chị Huyền Trang, chào chị Hương Quỳnh nha. Chào 45 người đang xem. Trời ơi. Đây. Mày bị lạc cái dầu ấy. Cách chơi chị ơi. Bây giờ mọi người muốn em bán giá body với giá bao nhiêu ạ? Rồi với giá bao nhiêu thì mọi người comment cho em nha, để em bán giá đấy. Và cách chơi một trò chơi đó chính là đoán số tiền. Đoán số tiền nha mọi người, đoán số tiền. Bao nhiêu nào? Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? 15.000 20k. Có con số mua được không? Có con số mua được không? Ba bảy người đang xem không? Có ai xem không? Có ai chơi cả? Mọi người tiệc 20k lần hai. Mọi người tiệc mua hồ kèm mó đi để mà dùng trắng giá để rửa luôn hả? 20k lần hai. Bao nhiêu là giá, bao nhiêu là dư chốt lại một lần này nè. Có ai chơi được không? Em bán một hộp duy nhất nữa thôi. Một hộp duy nhất nữa thôi. Để view lên nè. Đoán số series 2 số chị. Đúng rồi nha em, đoán số series 2 số. Tơ 100 tiếp theo. Đây tơ 100 tiếp theo nha mọi người. Tơ 100 tiếp theo. Đây. Mọi người muốn em bán lần 3 đến 40k chuẩn nè. Mọi người muốn em bán với giá bao nhiêu nào? Mau lên bán với giá bao nhiêu? 40k. Có kem bôi vô trắng mai không? Có, bôi đi. Dùng một hộp, nếu mà không trắng quay lại phạt tiền. Uy tín luôn, mắt cực kỳ uy tín luôn nè. Một hộp băng chục lý trà sữa. Qua gì vậy? Qua gì vậy chị ơi? Qua gì ạ? À? À, ý chị là bây giờ là một hộp kem nữa. Em khuyến nói chung là ưu đãi cho mọi người một hộp kem nữa, bán với giá bao nhiêu tùy mọi người comment ở dưới. Xong em sẽ cầm một số tiền lên và mọi người đoán trúng hai con số sau là mọi người được bán với giá cái kem như giữa, bán với giá tiền kem mọi người đã đưa ra. Ví dụ như là mọi người ứng bán em lên bán kem đi với giá 1k chẳng hạn thì mọi người cứ comment đi. Mắt như rửa mắt nói trắng ha. Ơi ý, đừng có chơi bốc phốt nhau. 99k chị ơi, 99k là hồi nãy chị chơi một hộp đấy nha em. Bây giờ ra chị chơi giá thấp hơn. Chào chị Ngọc Khánh nha. Chị lại xong ship nữa nha em. Chị lại xong ship lại nữa nha. Ai để? Trời ơi mọi có kem free không? Có luôn. Chứ mọi người muốn em bán kem body với giá bao nhiêu? Commenter nào. Commenter đi. 1k đoán chưa luôn đi. 1k, có ai muốn bán với giá 1k nữa không? Có ai muốn bán với giá 1k nữa không nè? 1k thì cho luôn cho muốn bán với giá 1k, chạy đi ship hết chỉ nữa chứ. Đây vừa thôi. Bây giờ em bán body với giá bao nhiêu? Mọi người em bán như rửa luôn nè. Để view vừa tuần đấy, để view vừa tiếp view rồi. Chào 4 người đang xem nha. Mọi người đang xem cho em xin một chấm với. Trời ơi, nỗi này dư mắng. Ai chơi nữa? Mọi người có chơi không? Có chơi không nè? Một hộp cuối cùng thôi. Một hộp cuối cùng em bán với giá 99k thì hôm nay bạn Hương Giang là đoán trúng rồi. Còn bây giờ bán với giá bao nhiêu cho mọi người lựa chọn mọi người Hương à? Rồi, dư bây giờ chốt với giá 40k hết. 40 cái ấy. Luôn sắp mắt và để view không được. Này 99 giờ 89. À rồi giờ giúp bạn. Hả? Thiệt. Đó đó cho khung luôn đó đó. Giúp một đầy view. Mọi người đầy view lên cho em đi. Dung để cho mọi người dung trải nghiệm rồi quay lại. 99k 89 nè. 89 hay 79 hay 40 nè. lên con số đi mọi người, lên con số nè. 79 nha. 79 hay 89. Mọi người comment đi mọi người. Comment để em có động lực chơi tiếp đi. Như kiểu là mua hàng về tặng cho mọi người luôn. Lời chỉ cả luôn. Cái body này dùng nói chung là hàng đúng hàng công ty mọi người ạ. Đầu giá thì cho rồi, hộp chị cầm là kem body à chị? Đúng rồi nha em, hộp màu vàng là kem body công.